Khoảng 9 giờ 30 sáng ngày 8 tháng 9, người dân ở quận Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội thấy nhà rung chuyển, người chóng mặt như bị tụt huyết áp, nhất là trên các chung cư cao tầng. Theo một số công nhân thi công tại tòa nhà khu vực bến xe Lương Yên cũ, phố Lương Yên, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, khi phát hiện rung lắc bất thường đã hô hoán mọi người thoát khỏi tòa nhà. Đây là xây một chút tẩy thì mới bảo là chưa rồi, xây một chút tẩy này là mình bị tụt huyết áp, gọi chị Yến ơi. Chị lên đây cho em đi viện mấy, em bị chóng mặt. Thế chị bảo đang động đất chị không lên đâu. Theo thông tin từ Viện Vật lý Địa cầu, độ lớn của trận động đất ghi nhận được là 5,3 độ, độ sâu chấn tiêu là khoảng 10 km. Những rung lắc mà người dân thủ đô cảm nhận được là do ảnh hưởng lan truyền chấn động từ một trận động đất xảy ra tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc vào lúc 9 giờ 31 phút 28 giây sáng nay, cách ranh giới huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu khoảng 118 km. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu đang tiếp tục theo dõi diễn biến của trận động đất này. Hiện chưa có đánh giá chính thức về thiệt hại cũng như mức độ ảnh hưởng của trận động đất. Tuy nhiên, người dân sống và làm việc tại tòa nhà Kim khí Thăng Long, số 1 Lương Yên, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội bị một phen hoảng loạn do dư chấn.